63 tuổi, có một tiền án 18 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Nhưng ông Đặng Xuân Hòa đã tạo một bỏ bọc là con người có học thức, quen biết nhiều và đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa chạy việc, việc công tác, mua bán đất đai và đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành triệu tập ông Đặng Xuân Hòa, sinh năm 1953, hộ khẩu tại 21 trên 3 Trần Phú, phường 3, hiện tạm trú tại 40 trên 22 Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt, về cơ quan công an để làm việc. Trước đó, khoảng giữa tháng 8 năm 2016, ông LVD trú tại thành phố Hồ Chí Minh và ông NDC trú tại tỉnh Đồng Nai, tình cờ quen ông Hòa. Ông Hòa giới thiệu nguyên là trung tướng quân đội về hưu, hiện đang có 600 ha đất của một đơn vị quân đội đóng tại thành phố Đà Lạt cho doanh nghiệp thuê trong thời hạn 20 năm để làm nông nghiệp. Tin lời ông D và ông C đã mang 520 triệu đồng ra Hà Nội để ông Hòa nộp cho Tổng cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng. Sau đó, ông Hòa ôm tiền bỏ trốn. Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng còn xác định ông Hòa đang lừa vợ chồng anh Thờ ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để lừa lấy 200 triệu đồng chạy cho con anh Thờ vào trường thiếu sinh quân và hẹn ngày 12 tháng 9 sẽ nhận tiền. Khi lực lượng công an đến phòng trọ của ông Hòa để triệu tập ông Hòa về làm việc, thì vợ chồng anh Thờ đang có mặt tại đây. Thủ đoạn của ông Hòa là dùng các tên giả Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Xuân Hòa, giả danh trung tướng quân đội về hưu, có quen biết các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lực lượng quân đội và công an để lừa lo chạy việc, chuyển công tác, mua bán và thuê đất đai. Bị hại của ông Hòa không chỉ ở Lâm Đồng mà còn ở nhiều tỉnh thành khác. Những trách nhiệm trong nâng cao chất lượng nòi giống cũng như chất lượng dân số cho người dân địa phương.